Thích mi. Nè nói đi mi. Đi, đi ra. Rồi nó sắm hay sao? Đâu, trên đường đấy. Trên đường ra cái trường đấy. Lại cưng em lại. Đó, cưng em đừng, thay vì định đi taxi mà cưng em kiểm chiếc xe về chợ luôn cả nhà đi theo đấy. Ờ, dù cưng em này có cơ hội, có cưng em chở đi phía đường nhiều hơn. Chứ mày chỗ khác nó có. Cái xe đây đủ khó điếng như thế. Cắt cái đèn mày toàn cái gái thôi, con mày cái xe kia bỏ. Đi quay về qua quay lại vui rồi. Để nó đi chụp chụp. Trời ơi, YouTube của cậu tự bài với mày video đóng là được rồi đó. Subscriber lên lên. Nếu mà chạy nhanh là quay vui lắm. Thấy con mày tiện tại vì đứa con bán cái sim không tỷ rồi cho cái sim trong đấy thôi sim ta giờ con cài lên để với chúng kêu về ba mặt tối nay cơm nước rồi sao thì xuống hay là xuống chơi chụp cái về đó hả rồi giờ đi làm bắt đầu rồi ok chị nói cho tí tiếng này là qua được cái chỗ này là được alo chị mấy rồi mau lên hãy tiên hãy còn tiền không? Không, cái là anh rồi. Còn tiền không? À, rồi. Hàng xe có lại thôi, chị đừng lo. Tôi chào ấy. À, đây, đi ở nhà vui vẻ, chạy lên chạy xuống ba mã thương. Giờ chừng đang ngồi trên trên đường đó này, trên đường cái em chờ đi là đường u cho làng đông, có quay phim đây chụp khôi là về là chịu lại chứ bò lên YouTube cho chị coi. Ai nén ai nén không có cái muốn nén hết, cô trị bò lắm còn nén cái anh dùng bò mày nén. À, cái cậy trị bò là để biến mời cái con vợ cầu chị cho con ngắm kia đó là con vợ mấy cái video từ à, biết cái này là ai đi anh ấy qua qua cái YouTube rồi vậy á, YouTube này tí á để cho nhà bớt đi trong thôi giống như con quay nên mà 10 phút là một kích máy lắm dạ. Nhưng mà đội kia qua con lại mấy trăm mấy cái bài thôi nhưng mà mình cũng con nghịch mày bò lên lâu lắm. À, con nó lâu lắm, con bò nhiều rồi, bò cả ngày chưa sống rồi. Con bò nó. Mình bên đi đây. Ba. Dạ. Đang trên đường tại phía trường đây. Dạ. Dạ. Cái đường. Con ăn rồi.
Dạ dạ. Thế bà mà chưa choang ăn cơm chiều chứ, ăn chậm chậm mới nghỉ cho khỏe. Dạ. Dạ dạ dạ. Mọi hơi nó cũng gọi lại. Dạ dạ rồi rồi. Mai có mày về tới lần. Dạ. Dạ sáng mai mày tới. Mai tầm phải trưa mai là khoảng 9 giờ bên má, 9 giờ bên má. Dạ. Yeah. 90 giờ mà được. 90 giờ. Đấy ạ. Yeah. Nó 22 giờ biết là tới lúc à. 11 giờ tới nha. 10 giờ 11. Dạ, dạ, thế có xe cứ ngay đây mới đi về cả xe đây. Xe nó yeah. Tiếng rồi. Có thiếu quan thôi, quan phải ngồi dưới xe mới chịu không đi được. Đó có tiền ở đây đủ đấy đấy. Mà thiếu quan thôi. Thiếu quan về Rome tăng. Hôm nay nói tăng nói ghé tới ghé kia bớt. Ghé tăng đi, tới còn gửi tới chào rồi. Bây giờ chỉ đi đón mấy đứa đi học đâu rồi rồi. Dạ. Bố mơ bớt. À được, à, trong trong thành đó hả? Dạ. Dạ dạ. Dạ. À ra. Đây có Nguyễn Trọng. Dạ dạ. 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 Dạ, có một mắt thì cũng thương thời xưa khỏi chứ giờ đây thời buổi này thì đường mà nó quát đâu đường thẳng đến đi đường thẳng như thế dạ thương rồi dạ dạ có cái quần thẳng nữa dạ hiểu rồi cũng muốn đường mà dạ dạ ví dụ cái chiều đường sinh giờ đi lên lên máy bay ngủ giấc tôi còn cái quần ba dạ tôi còn cái là phụ nhân dạ 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 kiểu mà cùng nhau đâu rồi rồi mà thôi mà hãy tới tới đi phía trường trước khi đi hơn ngoài lại thêm lần nữa rồi rồi mà hãy chiều ông cả nó vợ dùng máy đi có sáu cũng áp cái điện thoại mẹ mẹ nhau mơ vợ sáu đưa cho anh dùng là quên nè này cái nhà hàng ngập sướng đấy họ đang cầu dùng máy đi mới đỏ bắt tới tại mấy khi mình hỏi ơi đang đất sửa ơi nó bị nhiệt đấy đây còn cái không đưa mâm cá trần bắt đó đó bỏ ăn ra gì đường đi bắt ai vui chưa hồi xưa khi mình tới á, mắm ngoại khi mình về là cái đường này mắm ngoại hồi nào mua 201 mà hồi nữa là mua rẻ đó cái thời đó là con mắm giờ chứ cùng là cùng trăm rưỡi trăm bảy mà đồ đá một bến con bến thầy mày cái cặp do được rồi à, giờ như giờ nhậm chân dài thôi chứ chứ là bị cái ngoài nắng phải lăn ngoài nắng mà lăn ngoài bụi à. Mà mẹ là trống trong khỏi nặng để khỏi mịt á một thấy hò tay rồi tụi cho mày con mà nó đi hò lên đúng kiến hả à, cái mắt à, cái mắt vậy đó à. Quen hay sao nhiều tuổi nó lên thì là mình lên phía trường là một đường đấy thôi hả hay là còn đường khác nữa à cái đường này mà đi thẳng rồi là tới luôn mua về thì chỗ nay chỉ trung tâm văn hóa à. Để trung tâm văn hóa lần bốn lần chín à chơi đó nói đó đi tập đi đâu về cỏ cho chơi đâu cũng được đi tập thể hình đi tập để đâm để đâu đi học đi học để đâm nhiều được lắm hay đóng được nhiều được thiên dẫn như nó chỗ qua bên rồi đó còn lớp cái nghiêng gắn rồi gì tập khủng hoảng tâm lý đấy đó ghép 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 ghép
cá nghiên chế ghế đó. À dạ. Dạ. Có gì lượng cá nghiên gán lại chắc hồi đi học ngâm ngâm luôn. Rồi là mẹ làm dầu biến chịch lắm. Làm biến. Học thông không kém hứng. Ra tự xét nữa. Đây ngâu rồi người trai lấy đây chứ không sao. Cái chí miền giọng mấy chỗ có thẳng á, có thẳng lên đó. Chiên cái lầu bắn chuyên. Chùi nữa hả? Sao? Là đồ Nhật á hả? Dạ. Đường xú xí trán á là mới đeo chắc cũng đắt rồi á. Dạ một phân đi. Cái lý hàng ra con nè. Học sinh nắng vô. Chính đâu cái chính chính con nhà giàu á. Ờ. Ăn rồi à. Con đến mình lâu lâu mới ăn lên ăn chắc. Thì cơm kẹt mấy giờ giờ tê mặt. Rice burger. Đất là bố nội nội ăn bên nội tới kia ăn từ tại để món ăn thử măng dở. Em đi đường Singapore hả? Mà nhìn xuống đứa mua hàng châu hết. Lùng lùng mà mặt mai đồn châu. Có đứa mua đẹp hết á. Đường phố đâu rồi sạch xe đẹp. Nhưng mà em gái á, nó đồn xấu. Có đứa mua đẹp hết. Mặt mai cái cách ăn mặc đồ đó cũng xấu. Con này bị bắt hết á. Không phải. Nào đáng có đường. Bệnh viện Phụ Nhân. Bây giờ hiện gại rồi toàn mày ông mua không làm bộ sưu tập. Đấy là anh chỉ động sẽ động thần đó. Đấy là làm bộ sưu tập. Đây là thằng chi Phạc Sánh đó hả? Chỗ Phạc Sánh của thằng Châu thôi. Sáng lắm. À nó chỗ bên tí vậy nè bên thấy hả? Chỗ mà hát cái nhà mà có mau 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 nấu mau nấu nấu à hai cái đơn viên hôm ban á đưa hôm bữa. Ờ giống như kiểu năm sau mỗi ngày. Này đều nhiều tiền. Cho về đây thì nhiều tiền. Nó đỏ nó xuống dưới. Thấy ảnh đẹp băng nó nặng hết. Lấy bên kia tí ra lại. Còn mình dưới đôi đi á. Đôi đi ra dưới. Không, dưới lên đi. Anh mới á. Dưới lên đến. Không, đi ra trên, có cái đôi đi bên kia. Đôi đi ra hẳn. Đôi đi ra đi đường khác nữa. Đi đường khác. Hôm nay là cái đi đó. Tôi tên nghe xuống lại câu kỳ sáng đấy á. Dạ. Còn hình đây mà lôi gì? Chắc phải há chuyện cái chuyện qua đây chắc hình nhé. Giá đã nặng là đẹp hơn ngày tệ. Sao đó đấy đấm về xe cái này. Đấm ghế. Hòn đi thật thôi, đi chờ. Hòn đi thật thôi, đi chờ. Đến rồi. Rồi đưa qua, rồi lăn. Rồi cái bồn.